Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review ha. Mình là Hưng Xe Cỏ. Và hôm nay thì mình có một cái clip so sánh nhỏ nhỏ về cái dòng xe Classic Bike. Đó, phía sau lưng của mình đây thì anh em cũng có thể thấy ha. Và bây giờ anh em có thể nói được cái tên của các dòng xe chưa? Đó, thì mình giới thiệu bên này ha. Cái dòng xe này là cái dòng tay ga. Đây là chiếc Honda SH300i, đây là phiên bản màu đen mờ đời cuối 2020 nha mọi người. Đây là cái phiên bản SH300 hàng bỏ mẫu. Đó, hàng này là hàng tồn thôi. Đó, bây giờ thì nó đã được thay thế bởi người anh em là SH350i đời 2021 ha. Đó, còn chiếc xe này thì nó là đời 2020. Và xe mới nha mọi người. Đó, xe SH300i màu đen mà phiên bản Sporty thì mình vẫn đang có bán đấy. Và trong clip này thì mình sẽ so sánh hai cái dòng xe Classic. Đó, có thể nói là Classic, một chiếc thì nó thuần Classic, còn một chiếc thì nó thuộc dạng là Classic Retro, nó phong cách vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Đó, đó là em Honda CB400, còn em Classic Bike bên kia thì nó là dòng Bonneville T100. Đó, cả hai chiếc xe này là hai chiếc xe cũ xe lướt nha mọi người. Một chiếc là đời 2019 và một chiếc là đời 2018. Đó. Rồi, thôi bây giờ thì mình sẽ quay một cái clip so sánh nho nhỏ về hai em xe này. Và trước mắt mọi người đây là hai con xe của nhà Honda ha, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì con SH300i á, thì nó là một cái con xe đời cuối của cái form SH300i ha. Và sau này sang năm 2021 á, thì nó đã được thay thế bởi SH350i. Đó, và nếu mà anh em muốn coi cái mẫu SH350i thì anh em cũng có thể xem lại ở trong cái clip để mà anh em có thể xem ha. Còn với chiếc xe này thì nó là màu đen mờ, màu đắt tiền nhất, nó thuộc phiên bản Sporty. Nó là xe sản xuất tại Ý và được nhập về từ Ý nha. Đó, một con xe SH được làm từ Ý. Và kế bên nó là chiếc CB400. Đây là con xe rất là nổi tiếng và một con xe này nó cũng là một huyền thoại của dân chơi ở Việt Nam. Đó, con CB400 Super 4 Revo ABS đời 2019. Đó, một con xe cực kỳ đẹp và cực kỳ đắt tiền. Chiếc xe này nó chỉ có 400 phân khối thôi. Nó sử dụng cái khối động cơ là 4 xi lanh thẳng hàng. Và con xe này nó là được sản xuất tại Nhật Bản và được nhập về từ Nhật Bản nha mọi người. Con xe này nó đắt là bởi vì chiếc xe này được nhập về từ cửa hàng tư nhân chứ nó không có được nhập chính hãng. Đó, chiếc xe này thì nó đắt hồi xưa đến giờ. Lúc nào nó cũng đắt hết. Và thậm chí hiện tại thì con xe này nó cũng, nếu mà lăn bánh, xe mới lăn bánh thì cũng phải ngót nghét nửa tỷ đồng. Đó, hiện tại thì có nửa tỷ đồng cũng không mua được xe mới nha. Bởi vì cái dòng xe CB400 này bây giờ nó sản xuất rất là hạn chế. Và cũng có một số thông tin là CB400 này sắp tới nó cũng sẽ được khai tử luôn. Nó khai tử là bởi vì một số lý do. Thứ nhất là về tiêu chuẩn khí thải. Thứ hai thì nó cũng là một chiếc xe sản xuất có chi phí đắt đỏ. Đó, có thể là không cạnh tranh lại so với những dòng xe khác. Đó, tuy nhiên là chiếc CB400 này nó mà khai tử thì rất là tiếc nuối. Bởi vì các công nghệ như là công nghệ VTEC Revo. Đó, cái công nghệ rất là nổi tiếng về cái van. Thì cái van biến thiên này nó có thể mở vòng tua ở 6.350 vòng trên phút ha. Nó bình thường, nó sẽ sử dụng có 8 van thôi. Nó sử dụng phân nửa. Tuy nhiên là ở vòng tua cao trên 6.300 vòng á, thì nó sẽ mở hết 16 van. Đó, nó sẽ chạy hết công suất luôn. Và con xe này thì nó cũng khá là tiết kiệm và rất là lành. Bởi vì cái động cơ nó được giảm mã lực xuống cho nên cái sức mạnh động cơ á, nó cũng giúp cho cái khối động cơ này á, nó cũng bền. Nó không có phá máy. Đó, cái dòng xe nó rất là hay. Và chiếc xe này thì nó cũng rất là bền, dễ chăm nha anh em. Rất là dễ chăm luôn. Ở Việt Nam thì quá nổi tiếng về cái dòng CB400 này. Và hiện tại thì cái dòng CB400 này nếu mà những người chơi mà ít tiền á thì vẫn có thể mua được luôn.
với những dòng xe đời 2008, 2009 mà xe kiểu như không giấy đó anh em. Nó có mấy chục triệu thôi. Đó, mặc dù là vẫn có người chơi nha, bởi vì cái dòng xe này nó quá nổi tiếng, có mấy chục triệu à, cho cái con xe không có giấy tờ. Đó, hoặc là giấy tờ đi đường. Đó, giấy cầm chơi thôi, không có sang tên được. Còn với chiếc xe này thì nó là chiếc xe hải quan chính ngạch rồi. Ở đây mình bán là những chiếc xe hải quan chính ngạch. Đó, và chiếc Triumph T100 này thì nó là được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Con xe này được sản xuất tại Thái Lan và được phân phối chính hãng bởi Triumph Việt Nam. Đó, con xe T100 thì nó sử dụng cái khối động cơ là hai xi lanh máy đứng, và cái dung tích của nó là 900cc chứ không phải 1000. Đó, còn với người anh em của nó là T120 á, thì cái con đó là sử dụng khối động cơ 1000. Đó, và cái con Triumph này nó cũng khá là nổi tiếng bởi vì cái kiểu dáng thiết kế của nó. Kiểu dáng thiết kế của nó rất là cổ điển. Cũng như là cái âm thanh động cơ của nó cũng nghe nó hú rất là hay. Nghe nó hú líu ríu nghe rất là hay. Đó, và cái âm thanh cho ra của ở turbo thì nó rất là trầm. Rất là trầm và ấm luôn. Đó, và chiếc xe Triumph T100 này nó phù hợp với những người trung niên cũng như là lớn tuổi. Đó, và thiết kế của Triumph T100 thì nó cũng không có lỗi thời. Đó, cũng như là CB400 cũng vậy, nó cũng không có lỗi thời. Phải nói người chơi tại thị trường Việt Nam thì họ cũng rất là kén chọn và rất là kỹ trong cái việc lựa chọn cho mình một cái con xe xứng đáng. Đó, thì anh em có thể thấy trước mắt chúng ta là cả ba con xe đều xứng đáng hết. Những con xe đều xứng đáng để chơi, để sở hữu, để sưu tầm. Đó, mỗi xe thì nó đều có cái nét đẹp riêng. Và cái con CB400 thì anh em có thể quan tâm là tới cái động cơ 400cc. Tuy nhiên là cái công suất của nó là 56 mã lực ha. Và cái con CB400 này nó cũng có một cái gia tốc nó hiền hơn. Gia tốc thì nó hiền hơn so với cái dòng hai máy của Triumph. Triumph thì nó gia tốc nó rất là lớn. Bởi vì nó hai máy cái mô men xoắn nó cũng cao ở cái ngưỡng vòng tua thấp. Đó, có nghĩa là nó đề ba rất là hổ báo nha. Tuy nhiên là nước hậu của nó thì nó lại không bằng so với cái nước hậu của CB400. CB400 này cái nước hậu của nó có thể đạt lên đến là 200, thậm chí là trên 200 km/h. Đó, còn với Triumph T100 thì nó là một cái phân khúc classic bike thuần cổ điển, cho nên tốc độ của nó không quá cao. Nó chỉ được cái đề ba thôi. Còn với cái dòng CB400 này thì nó cũng thuộc dạng hơi cổ điển thôi, chứ nó là một cái dòng xe hiện đại, một dòng naked bike. Đó, naked bike. Xe này đi đường trường rất là tốt nha anh em. Cả hai con xe ở đây là đi đường trường rất là tốt luôn. Và nhìn từ bên hông thì mọi người có thể thấy được là cả hai con xe này nó với cái kiểu dáng nó rất là huyền thoại ha. Với cái mẫu CB400 thì nó cũng ít có thay đổi. Từ khi ra mắt cho đến bây giờ thì cái kiểu dáng của CB400 thì nó cũng vẫn như vậy. Vẫn sử dụng bánh mâm, vẫn sử dụng cái phuộc có bình dầu ở phía sau. Vẫn sử dụng cây bô nằm một bên. Và cũng với cái kiểu thiết kế cái bình xăng khá là to. Và đi kèm đó là cái phần đồng hồ, có hai cái đồng hồ tròn đôi. Đó, CB400 nhiều anh em nói nó là huyền thoại là vậy đó. Bởi vì chiếc xe nó không có quá nhiều sự thay đổi. Nó ra mắt từ năm 92 cho đến bây giờ. Cũng trải qua biết bao nhiêu năm mà chiếc xe thì cái form kiểu dáng của nó vẫn không có gì thay đổi. Nó chỉ cải tiến một tí xíu để cho nó phù hợp với hiện tại thôi. Đó, cũng như là cái con Triumph T100. Kiểu dáng thiết kế của nó vẫn như vậy. Vẫn là cái kiểu classic bike. Và vẫn đi bánh căm. Bình xăng thì theo dạng giọt nước. Và cái thiết kế cục máy của nó. Thiết kế cục máy của nó là máy đứng và máy đôi. Đó, hai xi lanh. Kiểu máy như là quả tim. Và đặc trưng của nó là hai cây bô hai bên. Đó, cặp bô đôi.
Thì chiếc xe Triumph này nó cũng là một huyền thoại luôn. Đó, nếu mà anh em đã mê cái dòng xe Triumph rồi thì anh em cũng có thể biết là cái thương hiệu này thì nó có từ năm 1902. Nó rất là lâu đời ha. Và kiểu dáng của T100 thì nó quá thuần cổ điển luôn rồi. Đó, và chiếc xe này thì nó cũng được áp dụng một số công nghệ hiện đại rồi anh em. Có ABS, có ABS trước sau, có traction control, rồi có slipper clutch, rồi có luồng phun xăng điện tử. Đó, chiếc xe thì nó cũng có rất là nhiều công nghệ ở trong đó. Tuy nhiên là cái ngoại hình của nó thì nó kiểu cổ điển, hơi già một tí. Đó, còn em CB400 này thì là một dòng xe naked bike. Đó, cho âm thanh 4 máy rất là dữ dội, trầm ấm, và nó cũng rất là bền. Đó, dễ chăm, dễ nuôi. Và mọi người có thể thấy là cái thùng xăng của CB400 nó rất là to ha. Đó, kiểu dáng cái thùng xăng của nó khá là to. Và nó là một chiếc xe nội địa Nhật cho nên tem chữ nghĩa của nó là tiếng Nhật nha. Đó, tiếng Nhật. Xe này thì mới đi có 1.700 cây thôi mọi người. Rất là ít đi. Đó, xe một đời chủ. Rất là ít đi ha. Và em CB400 này bây giờ thì nó khá hiếm. Đó, rất là ít người bán lại. Còn với em T100 này thì cái bình xăng nó theo kiểu giọt nước nè. Đó, thiết kế bình xăng nó khá là tròn, rất là đặc trưng của nhà Triumph. Rồi con xe này thì đi được 7.000, hơn 7.000 cây một tí. Đó, 7.158 cây. Và cái âm thanh ở trên cái khối động cơ này thì nó nghe đặc trưng của Triumph hơn. Rồi nhìn về phần đầu xe thì mọi người có thể thấy là em CB400 nó được trang bị đèn LED ha. Đèn LED pha cốt là LED luôn, 2 tầng, rất là hiện đại. Còn với em T100 thì nó là sử dụng bóng halogen, cho nên mọi người có thể thấy là nó có màu vàng. Đó, nó sử dụng bóng halogen. Và mình sẽ nổ máy cho mọi người cùng nghe về cái máy âm thanh động cơ của hai em xe này ha. Một em là 4 máy thì nó sẽ nổ với tiếng rất là dồn, rất là dồn dập. Đó, còn cái em T100 là 2 máy thì sẽ nghe cái âm thanh nó rời hơn một tí, và nghe cái âm thanh nó sẽ trầm hơn và ấm hơn. Đó, còn với dòng CB400 thì nó sẽ ré. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nổ máy hai em xe này cho mọi người cùng nghe nha. Đấy, bây giờ thì mình đang nổ máy của cái em T100 cho mọi người nghe ha. Thì mọi người cũng có thể nghe được cái âm thanh của nó trầm và ấm. Đó, và cái tiếng của nó thì không có nổ dồn giống như là CB400. Chút xíu nữa thì mình sẽ nổ máy cho con CB400. Lúc nãy thì mọi người cũng đã nghe được cái âm thanh của con T100 ha.
âm thanh của nó nghe rất là sướng cái lỗ tai đó. Cái âm thanh của nó thì nghe có vẻ dữ dội hổ báo, còn với cái em CB400 này nó êm hơn, nó có vẻ hiền hơn đó. Tuy nhiên là cái khối động cơ 4 xi lanh của nó thì sẽ có cái âm thanh nó dồn hơn, dồn dập hơn so với cái dòng T100. Đó thì vừa rồi thì mọi người cũng đã nghe được cái âm thanh trên hai con xe này ha. Đó thì mình sẽ kết thúc clip tại đây. Mình chỉ có làm clip review sơ sơ vui vẻ về hai em xe này thôi. Đó, anh em nào thấy hay thì có thể cho mình một like, một subscribe. Rồi xin cảm ơn em nha. Cả mấy con xe này thì mình đều có bán. Rồi, xin cảm ơn em đã xem clip.